Đó thì còn có rất nhiều những thông tin y tế quốc tế đáng quan tâm mà quý vị có thể theo, họ, theo dõi và tìm hiểu. chẳng hạn như vấn đề thiếu xin đậu mùa khỉ ở tại Mỹ đang ngày càng trở nên trầm trọng bởi vì do những cái ca lây nhiễm ở đây gia tăng và khi mà thời tiết ở trong nước vẫn đang còn diễn biến nắng nóng cũng như là mưa thất thường thì chúng ta càng phải chú ý nhiều hơn về mặt sức khỏe. còn sau đây sẽ là một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. thưa quý vị và các bạn, một chiếc trực thăng quân sự của Hải quân Mexico bị rơi ở bang Sinaloa, miền tây bắc của đất nước này vào ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương và đã làm 14 người thiệt mạng. Hải quân Mexico xác nhận có một người sống sót và đã được cấp cứu kịp thời. Theo tuyên bố của Hải quân Mexico, trực thăng Black Hole chở 15 người đã gặp nạn tại bang Sinaloa, miền bắc của Mexico. Hiện nạn nhân duy nhất sống sót đang được chữa trị. Chiếc trực thăng gặp sự cố khi đang thực hiện các hoạt động chưa xác định, hải quân nước này cũng cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra và họ không có thông tin cho thấy vụ việc có liên quan đến vụ bắt giữ trùm ma túy rafael caro quintero